liêu trai chí dị. Chợ biển La Sát. Mã Ký, tự Long Mai, là con trai của một lái buôn, tướng mạo khôi ngô, tính tình phóng khoáng, từ nhỏ đã ham múa hát, thường theo đám đệ tử lê viên ca hát. Mã Ký thông minh hơn người, năm 14 tuổi đã thi đỗ phủ học, nhưng sau đó không lâu, cha Mã Ký sức khỏe yếu, không thể đi buôn bán được. Mã Ký liền nối nghiệp cha, tập tành buôn bán. Một lần, Mã Ký ra biển đi buôn thì gặp bão, thuyền lạc hướng. Mấy ngày sau thì cập bến tại một tòa thành xa lạ. Mã Ký lên bờ rồi đi vào thành, thấy người ở đây ai nấy xấu xí không tả nổi. Nhưng họ nhìn thấy Mã Ký lại ngỡ là yêu tình, hét toáng lên rồi bỏ chạy toán loạn. Mã Ký thấy khó hiểu, liền đuổi theo họ tới một ngôi làng nhỏ. Trong làng cũng có một số người bình thường, nhưng đều ăn mặc rách rưới như người ăn mày. Mã Ký ngồi nghỉ dưới gốc cây, người trong làng đều không dám lại gần, chỉ đứng nhìn từ xa. Rất lâu sau, những người ăn mày rách rưới thấy Mã Ký không có ý đồ xấu, mới lần la đến gần. Mã Ký tươi cười chào hỏi, rồi kể lại chuyện đã xảy ra với mình. Những người kia nghe vậy thì không còn sợ nữa, còn mang rượu ra mời. Chúng tôi thường nghe người già kể rằng, đi về phía tây 36.000 dặm có nước gọi là Trung Quốc, người ở đó tướng mạo kỳ cục đáng sợ, hôm nay nhìn thấy anh mới tin. Thấy đằng xa có mấy kẻ xấu xí khủng khiếp nhưng lại đeo đầy vàng bạc, Mã Ký mới hỏi: sao họ giàu có thế mà các anh lại nghèo vậy? Họ đáp: đất nước chúng tôi không trọng học vấn, chỉ trọng dung mạo. Người đẹp nhất được phong làm quan thượng khanh, người xấu hơn thì có thể làm quan địa phương, xấu hơn nữa cũng có thể được làm các bậc quý nhân thương yêu, ban cho ít tiền để nuôi con. Còn những kẻ đặc biệt xấu xí như chúng tôi, vừa sinh ra đã bị cha mẹ coi là xui xẻo, vứt bỏ không nuôi, chỉ có nhà nào buộc phải giữ lại làm con nối dõi thì mới nuôi thôi. Nghe vậy, Mã Ký lấy làm lạ hỏi: nước các anh tên là gì? Người kia mới nói: là nước Đại La Sát, kinh thành ở phía bắc, cách làng chúng tôi 30 dặm. Mã Ký thấy tò mò, liền ngỏ ý nhờ họ dẫn đến kinh thành xem sao. Họ vui vẻ nhận lời. Sáng hôm sau, họ đi tới kinh thành của nước Đại La Sát. Kinh thành nguy nga tráng lệ, tường thành xây bằng đá hoa đen bóng, lầu gác thì đều cao ngoài trăm thước, mái nhà ít lợp đỏ, đa phần chúng đều dùng đá đỏ mà làm thành. Mã Ký nhặt miếng đá đỏ lên, đưa móng tay cạm, thấy chẳng khác gì chu sa. Vừa lúc đó, gặp giờ bãi chiều, có hai cỗ xe ngựa sang trọng đi qua. Người kia vội kéo Mã Ký, nói nhỏ: là tướng quốc đấy. Mã Ký thấy người kia tai lật ngược, mũi có ba lỗ, lông mi thì tua tủa, đúng là ba phần người bảy phần quỷ. Tiếp theo lại có mấy người cưỡi ngựa đi ra, dân làng giới thiệu chức quan của từng người. Người có chức vụ càng thấp, diện mạo càng bớt xấu xí hơn. Dân làng lại nói: có quan thị lang từng đi sứ nước ngoài, kiến thức sâu rộng, chắc sẽ tiếp đón anh đấy. Mã Ký liền tới thăm quan thị lang. Thấy Mã Ký, quan thị lang vui lắm, xem chàng như khách quý, còn bày tiệc thiếp đãi. Trong tiệc, ông đề nghị Mã Ký hát một điệu hí khúc của Trung Quốc, nghe xong thì khen nức nở. Sáng hôm sau, quan thị lang đem chuyện của Mã Ký bẩm báo với quốc vương. Quốc vương bèn cho vời vào triều, nhưng đám đại thần phản đối, cho rằng Mã Ký tướng mạo kỳ quặc, e rằng sẽ làm kinh động đến quốc vương. Quốc vương liền bãi lệnh. Mã Ký ở lại nhà quan thị lang một thời gian. Có lần chàng uống rượu với chủ nhân, lúc ngà ngà say liền lấy than củi bôi lên mặt, rồi rút kiếm múa như Trương Phi trong Tam Quốc. Quan thị lang kinh ngạc, cho rằng Mã Ký hóa trang như vậy trông rất đẹp, liền nói: anh để thế này đi gặp tể tướng, chắc chắn sẽ được trọng dụng đấy. Mấy hôm sau, quan thị lang bày tiệc mời quan lại đến uống rượu. Ông bảo Mã Ký vẽ mặt nhem nhuốc, đợi sẵn khi khách đến đông đủ liền gọi chàng ra gặp mặt. Mấy viên quan đã từng gặp Mã Ký đều lấy làm lạ hỏi: sao trước xấu xí mà giờ đẹp thế? Mã Ký liền hát khúc giặc dương, nghe xong ai nấy đều vỗ tay khen hay. Trong buổi thiết triều, sáng hôm sau, quan lại nhao nhao tiến cử Mã Ký lên quốc vương. Quốc vương dùng lễ đón tiếp sứ thần để mời chàng vào triều. Khi gặp chàng, quốc vương hỏi về chính sách trị an của Trung Quốc. Mã Ký tâu trình, được quốc vương khen ngợi hết mực, cho bày tiệc thiết đãi. Rượu được 3 tuần, quốc vương bảo Mã Ký biểu diễn khúc hát của nước mình. Mã Ký liền lấy lụa trắng chum đầu, cất giọng ngâm nga hóa theo tiếng chiêng trống. Nghe xong, quốc vương lấy làm khoái chí, liền phong cho chức hạ đại phu. Về sau, Mã Ký thường được mời dự tiệc riêng với quốc vương, được quốc vương vô cùng sủng ái. Một số kẻ liền sinh lòng đố kỵ, khiến Mã Ký ngày càng bị cô lập trong triều. Chàng bèn xin quốc vương cho nghỉ 3 tháng, rồi quay lại ngôi làng trước kia, đem vàng bạc phân phát cho người nghèo.
Dân làng cảm kích nói: mấy hôm nữa có phiên chợ ngoài biển, người cá từ khắp nơi sẽ đổ về bán ngọc trai, chúng tôi sẽ mua một ít tặng anh làm quà. Mã Ký lấy làm lạ, liền bảo họ đưa mình đi xem. Ra biển được 3 ngày, mọi người nhìn thấy phía xa xăm, nơi mặt biển chân trời tiếp giáp, có lầu gác nhấp nhô, thuyền buôn nườm nượp, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Không lâu sau, thuyền của Mã Ký đã tới được phiên chợ trên biển. Nơi đây tường thành uy nghi, lầu gác vàng tía. Đúng là một phiên chợ lạ lùng. Họ buộc thuyền cẩn thận rồi vào chợ, thấy trên đường bày bán đủ loại ngọc trai quý hiếm, đều là báu vật trần gian. Bỗng có một cậu thiếu niên cưỡi ngựa phi tới, dân làng nói: đó là Đông Dương Tam Thái Tử. Thái tử quay lại, thấy Mã Ký phong độ phi phạm, liền mời chàng xuống thăm Long Cung. Mã Ký vui vẻ nhận lời. Có người dắt ngựa tới, Mã Ký bèn cưỡi ngựa cùng Tam Thái Tử đi về phía tây. Vừa tới bờ biển, con ngựa liền hí dài một tiếng rồi nhảy phát xuống nước. Mã Ký hốt hoảng, nhưng rồi lại thấy biển rẽ sang hai bên như hai bức tường thành cao chót vót. Tuấn mã phi băng băng, thoát cái đã tới trước cửa cung điện. Cung điện dùng đôi môi làm kèo, vầy cá làm ngói, vàng ngọc huy hoàng. Tam Thái Tử mời chàng vào trong cung. Bước vào chính điện, Mã Ký thấy Long Vương đang ngồi trên ngai vàng. Thấy Mã Ký oai phong đường hoàng, Long Vương rất yêu mến, liền bảo chàng viết một bài phú xem học vấn thế nào. Mã Ký múa bút viết liền một mạch bài Hải Thị Phú, là bài phú về phiên chợ trên biển. Long Vương đọc xong, tấm tắc khen hay, lại cho bày tiệc tiếp đãi, nói với Mã Ký: con gái ta vẫn chưa lấy chồng, thấy tiên sinh có tài, ta định gả nó cho, không biết ý tiên sinh thế nào. Mã Ký mừng rỡ cảm tạ. Mã Ký cưới được nàng long nữ xinh đẹp như tiên, sống dưới Long Cung, vợ chồng yêu thương nhau hết mực. Thoát cái đã 3 năm trôi qua, Mã Ký ngày càng nhớ quê ra diết. Nhưng tiên giới vốn cách trở với nhân gian, long nữ không thể theo chàng về quê. Biết chàng nhớ quê, nhớ cha mẹ, bèn quyết định tiễn chàng đi, còn an ủi: cách biệt đôi nơi nhưng lòng vẫn nhớ nhau là được, đâu nhất thiết phải sớm tối bên nhau mới là bách niên giai lão. Rồi hẹn Mã Ký đến ngày 8 tháng 4 3 năm sau hãy treo thuyền ra hòn đảo phía nam, nàng sẽ trao đứa con hiện đang mang thai cho Mã Ký. Sáng hôm sau, Long Vương bày tiệc tiễn đưa, còn tặng cho Mã Ký rất nhiều lễ vật. Mã Ký cũng tặng cho long nữ cặp hoa sen bằng hồng ngọc. Sau đó long nữ ngồi trên xe bạch dương tiễn chàng đến tận bờ biển mới lưu luyến chia tay. Sau khi long nữ lặn xuống biển, nước biển khép lại, không còn nhìn thấy Long Cung đâu nữa. Sau khi tiễn biệt không lâu, long nữ sinh hạ một cặp song sinh. Mã Ký vẫn nhớ lời hẹn, đến ngày 8 tháng 4 3 năm sau bèn treo thuyền tới hòn đảo phía nam. Từ xa đã nhìn thấy có hai đứa bé đang nô đùa trên mặt nước, cứ nổi mà không chìm. Mã Ký lại gần nhìn kỹ, thấy chúng đều giống hệt long nữ, trên mũ đều cài đóa hoa sen hồng ngọc, thì biết chúng chính là cốt nhục của mình và long nữ. Mã Ký vui buồn lẫn lộn, nhìn ra bờ biển khơi bát ngát mênh mông, chờ đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của nàng long nữ. Mặt biển thì mờ mịt khói sóng, không biết làm sao tìm được long nữ, đành phải bế hai đứa bé về nhà. Từ đó Mã Ký ngày càng khắc khoải nhớ Long Cung, nhớ long nữ và cả những người ở nước Đại La Sát.